Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giam đối tượng Lý Văn Tèo, 37 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, nhận tin báo của người dân tại một ngôi nhà thuộc khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân do Lý Văn Tèo thuê ở có biểu hiện nghi vấn. Công an đã bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà. Tại thời điểm kiểm tra, có Lý Văn Tèo và hai người khách. Phát hiện trong túi quần của Lý Văn Tèo có một bọc ni lông, bên trong có 27 đoạn ống hút hàn kín hai đầu chứa tinh thể màu trắng. Bước đầu Tèo khai nhận 27 đoạn ống hút là ma túy đá. Tèo cất giấu để bán lại cho người khác kiếm lời. Còn hai người khách trong sân cùng khai nhận là người nghiện ma túy đá đến gặp Tèo để mua ma túy về sử dụng. Nhưng chưa kịp mua thì bị công an kiểm tra phát hiện. Tiến hành khám xét nơi ở của Tèo, cơ quan công an thu giữ thêm 3 bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng. Tèo khai nhận là ma túy đá.